Hello, xin chào bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình chính thức khai trương cái shop của mình là shopfeemin.com nha. Tí link mình sẽ để dưới phần mô tả cho comment. Và 20 bạn đầu tiên đăng ký tài khoản trên shop mình sẽ cộng cho mỗi bạn 20k nha. Đó. Và hiện tại shop của mình thì mới mở cho nên là có rất là nhiều ưu đãi cho anh em luôn. Mình nói sơ qua shop mình chính là shop mình thì đầu tiên anh em mà truy cập vào web shop của mình ý, thì anh em phải đăng ký tài khoản đấy nhá. Đăng ký xong mới đăng nhập thì ai chẳng biết đúng không? Không phải nói đúng không? Rồi thì anh em chưa có tiền anh em bấm phần nạp thẻ nhá. Nạp thẻ thì có rất nhiều loại thẻ như là Mobi, Viettel các kiểu này, mệnh giá thì từ A đến Z luôn nhá, không thiếu một cái mệnh giá nào cho anh em nạp luôn. Đó, cho nên anh em không phải suy nghĩ, 5 giây một thẻ và không bị chiết khấu anh em nhá. Em nạp 10k em sẽ được 10k trên web mình, không bị chiết khấu như là 10k anh em phải được 7k. Không, số mình 10k được 10k đấy. Lằng nhằng mình cần cộng cho anh em 10k lên 20k ấy, nghĩ sợi hên lắm đấy. Ok, và số của mình ấy thì hiện tại đang có một số danh mục Zalo này, tí mình nói sơ qua nhá. Còn phần ngọc rồng online này mình sẽ show cho anh em này. Đó, mình đã ấp ủ khá lâu rồi cho nên là mình đăng khá là nhiều ạc. Anh em thể thấy là ạc thì từ học sinh đến sơ à từ dạ từ phụ huynh đến học sinh đấy. Một, cái đụng mẹ gì đấy à, đấy show mình thì có ạc này đắt nhất anh em nhá. Đặt ạc này trước mình show cho anh em xem rồi đúng không? Ạc siêu cấp 3 này giá mình bán có 1,2 triệu rẻ, 1,2 triệu cạc thì anh em mua ạc này có ngon luôn đúng không? Ạc này đắt nhất thôi nhá. Còn ngoài ra thì show mình chỉ bán ạc 50k này, 20k kiểu nhỏ, anh em lên tham khảo nhá. Show mình đặc quyền luôn của mình đấy. Đó, cộng tác viên thì một thời gian nữa thì mình sẽ gọi là tuyển thêm anh em nhá. Đó, ạc thì rất là nhiều này, ví dụ như ạc này giá đây, xem nào, 150k này, ạc skill kiểu này nhiều lắm. Đây, anh em muốn mua ạc như nào thì anh em có thể lên đây tìm kiếm nhá. Ngoài ra ấy, anh em mà muốn mua trên shop mình ấy thì đầu tiên anh em phải suy nghĩ shop này có gì. Nói chung là cái shop mình ấy, tiêu chí của shop mình là phải ngon, bổ, rẻ, anh em thấy không? Phải ngon, bổ, rẻ nhá. Đấy, không phải là bán bừa là bán được đâu anh em ạ. Đó, shop mình nhiều ạc ngon lắm, anh em nên tham khảo nhá. Đấy, con ạc này toàn đồ thần này, giá rẻ lắm. Đấy, anh em lên một quất, đấy, đồ sâu hết cho anh em xem luôn này. Không trượt đồ nào anh em nhá. Đấy, có gì sâu hết mà, shop mình nhiều lắm. Ngoài ra này, danh mục săn rôm này thì có săn nạc sơ sinh này, có đệ này giá 20k này. Đó, mình đăng có 3 trang thôi, tại vì mình tính tỷ lệ rồi, tỷ lệ chúng cao lắm, mình không đăng tầm bậy tầm bạ được anh em ạ. Đấy, đăng phải có tỷ lệ chứ không phải đăng lên để lừa anh em làm gì đấy, anh em thấy không? Đấy, anh em đọc này là nhìn phát là muốn mua ngay anh em hiểu không? Đấy, chứ bình thường mình mà muốn lừa anh em ấy thực sự đăng phát một đống. Đây mình tính tỷ lệ hết rồi, tỷ lệ trúng rất là cao nhá, anh em nên mà test. Đấy, anh em mà mua xịt thì anh em vẫn được trúng được tiền cơ mà, mình tính hết rồi. Đó, anh em lên thử nhá. Còn có thêm dịch vụ thử vận may này, nhận là bông tai này giá 70k này. Cái này là mình nghĩ ra đấy, cái này là mình cài nhiều ạc bông tai trong này lắm, anh em vào mua thử luôn. Đấy, có 2 trang thôi, mua nhanh không hết anh em nhá. Đó, ạc bông tai ra 70k thì quá là ngon rồi, còn chê ở đâu được. Ví dụ như thử gift code này, đấy, chỉ mất 20k thôi, anh em được gift code 100k này. Đó, anh em làm 100k, anh em quay phát trúng hai cái gift code thì anh em hòa vốn. À, còn lãi thêm ý, quá đã luôn đúng không? Đó, sợi. Ngoài ra còn có thêm là tìm kiếm nick hiếm này, nick 50 tỷ các kiểu này, máy gấp quà này, hoặc là gói thử may này. Đó, gói vàng này thì khá là hấp dẫn anh em nhá. Đó, có 2 trang thôi, anh em mua nhanh không hết nhá. Đó, shop mình mới mở cho nên là nhiều cái mới hay lắm anh em ạ, hay lắm. Đấy, shop mình thì mới mở nên là anh em bảo ủng hộ cũng khá nhiều anh em thấy không? Đó, đây thanh niên lạp 50k luôn này, cũng tốt luôn này. Lịch sử giao dịch này, nhiều phết. Ok, thôi chắc mình nói đến đây thôi, chắc anh em chắc cũng gọi là cũng biết hết các dịch vụ rồi đúng không? Đấy, anh em cần mua thì lên shop mình nhá. Ôi, bị hò quá anh em ạ, anh em thông cảm với nhá. Ok, link mình có để dưới phần mô tả cho comment anh em nhá. Anh em đã xem link mình, bye bye anh em, bye.